trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ, bơ, sầu riêng, cà tiêu đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là, Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm, người ta nói tiếng vọng qua núi đồi. Em ơi, trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung quá. Nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Chuyện mà bê tông thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn nó xuống dưới nữa. Tự tin không? Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ trước khi đến phần ẩm thực, chúng ta sẽ đến với hai người chơi ngày hôm nay. Chàng trai đã ngồi đây từ nãy giờ rồi. Bây giờ các cô sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào và chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Đây, 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 rồi, ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Xinh quá, quá xinh. Chào em. Trời ơi, hôm nay bảnh quá ta. Giới thiệu một cái đi nè, mình tên gì nè? Là tên là Nguyễn Viết Anh, sinh năm 91. Quê thì ở Giang Nghĩa, Đắk Nông. Đầu tiên chủ yếu là đi chạy xe, còn thứ hai ở nhà làm vườn bán trái cây rồi. Làm vườn là làm cái gì? Là làm vườn, nghĩa là trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ, bơ, sầu riêng, cà tiêu đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Hôm nay tại sao chọn bộ đồ đẹp quá vậy? Ấn tượng quá vậy, lý do? Ở trên đó thì của Tây Nguyên, phong cách đẹp. À, biết mình là dân Tây Nguyên đúng không? Mà nó nghe nè, một cái này hơi sai. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là, Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm, người ta nói tiếng vọng qua núi đồi. Em ơi, trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung quá. Nhất thứ hai là con tim đang chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Rồi, chào em gái, mời dạ. Em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Nga. Em sinh năm 1990. Em đang sống và làm việc ở Đắk Lắk ạ. Em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Mình ở chỗ nào? Hai bạn trao đổi xíu coi có gần nhau không? Bên đó bạn ở chỗ nào nhỉ? Thị trấn EK. Mình thì ở Giang Nghĩa, gần công an tỉnh á. Mình chưa đi qua Giang Nghĩa. Biết chỗ đó không? Cách nhau cỡ bao khoảng bao nhiêu? 200 cây ạ, xa. Trời, trong cùng Đắk Lắk luôn mà xa vậy đó hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Và hiện tại bây giờ thì em đang ở cùng với mẹ ạ. Bên đây nói chuyện lớn hơn em nè, to rõ hơn em nè, ta đúng dân miền núi rồi đó. Bây giờ bạn gái lớn hơn mình một tuổi, có ngại gì không? Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình với có chịu bên này hay không thôi. Giờ muốn là người ta làm dâu hay là muốn là đi ở rể? Thì tùy bên đó thôi. Rồi nếu đi là ai trồng cây, ai trồng, ai buôn chắc bán trái cây? Cái đó là thì ở nhà thì bố mẹ lo rồi. Rồi thì mình hỏi trước vậy đi cho nó thoải mái, cho các bạn dễ trò chuyện ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Em rất thích làm những cái loại bánh, thích làm những cái loại bánh lạ để cho mọi người trong gia đình có thể thưởng thức. Điểm yếu của em là chưa được quyết đoán, hay quên. Có thể là vừa mới nói xong, có thể là đã quên luôn rồi. Trời ơi, rồi trong công việc thì sao? Có những cái mình bắt buộc phải nhớ thì mình sẽ làm những cái tờ giấy note hoặc là mình phải ghi lại trong sổ tay. Bên này khí hậu trên núi trong lành, bởi vậy da dẻ rất là đẹp, má ửng hồng. Bên đây sao cũng trên núi mà đen dữ. Do làm nhiều quá. Cũng cùng trên núi xuống mà sao ngược quá. Em xuống đây hồi nào? Em xuống 8 giờ tối. Hôm qua. Còn em xuống đây hồi nào? Dạ, em cũng đi tối hôm qua. Rồi, vậy là cũng cùng với nhau ha. Mấy đầu hồi mình về chung với nhau cho nó vui. Rồi tình trường sao nè? Cũng được một mối tình và cũng chia tay được 2 năm rồi. Có một mối tình à? Dạ. Quen cũng được 1 năm. Em thì đi chạy xe, còn là tài xế. Không chăm sóc được người ta rồi thì người ta có mối tình người khác thì người ta đến thôi. Rồi, còn bạn gái? Em thì trải qua được 2 mối tình ạ. Lâu nhất thì kéo dài được khoảng hơn 2 năm. Lý do chia tay thì em nghĩ là một phần là cũng do em cũng chưa được quan tâm, cũng chưa được hiểu bạn nam ý nhiều, dẫn đến là những cái xích mích không đáng có.
Mối tình sau này thì một phần là cũng do khoảng cách. Khoảng cách là sao? Em ở đâu, anh ở đâu? Trước khi chuyển về Đắk Lắk thì có một thời gian em sống và làm việc ở Hà Nội. Và sau này về một số lý do gia đình nên là em chuyển vào trong Nam. Chị thấy xinh quá mà, tại sao không ai đeo đuổi? Vì cái công việc em cũng mới bắt đầu lại từ đầu. Một phần là do em cũng bận quá nên là cũng không đi chơi hay hẹn hò được nhiều chị ạ. Rồi bây giờ thí dụ có bạn trai rồi, mình có sắp xếp thời gian để dành cho bạn trai để tìm hiểu nhau để mà tiến tới hôn nhân được không? Dạ, bây giờ là thật sự là rất là muốn tiến tới hôn nhân rồi. Rất là nên muốn. Nên là cũng muốn tạo điều kiện cho cả bản thân mình với lại bạn nam nữa. Rồi bạn trai mà nhỏ hơn mình tuổi thì em có ngại gì không? Dạ, nếu như mà nhỏ hơn nhiều quá thì mới ngại, chứ một tuổi thì chắc là cũng không sao vấn đề cả. Gì ha. Dạ. Nhiều cũng không vấn đề nữa, anh cô thích thì không thích thôi, mà thích rồi là không có vấn đề, không thích thì đủ cả vấn đề. Dạ. Đúng không? Đã không thích rồi cỡ nào cũng có vấn đề hết trơn á. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu bạn trai là một người quyết đoán, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ. Cao hơn em, chắc tầm khoảng 1m7 trở lên. Dạ. Cao được nhiêu cân? 1m75. 1m75? Wow, dữ rồi. Chỉ như vậy là được rồi ạ. Chỉ cần cao thôi. Dạ. Rồi tóc tai, rồi quần áo, mặt mày không cần thiết. Nếu như mà mập mạp một chút thì càng tốt. Lần này cũng không được mập. Có gì thì cả hai sẽ về. Bánh cho anh ăn. Đó, hàng tuần làm bánh cho anh ăn là ok. Rồi bên đây, mình mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Có luôn. Biết chăm sóc gia đình cả hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, rồi cũng phải biết chia sẻ. Chị thấy bên này tuy rằng nhỏ tuổi hơn một xíu nhưng mà thấy rất là chững chạc, rất là đầm tính. Em có đem hình ảnh gì của em theo không? À, chị coi. Trời ơi, cái hình gì mà đông người quá vậy, rồi sao ta kiếm ra? Trời ơi, kiếm ra được, tôi khen hay luôn á. Cho người ta một cái gợi ý đi nè. Đang ngồi hay như thế nào đó? Đang ngồi, trời ơi, có ba anh ngồi hài rồi, kiếm đi. Ngồi đầu tiên. Quá dễ. Tìm cô ấy đi, cho người ta một cái gợi ý rồi nè. Em khá là gần màn hình. Trời ơi, khá gần màn hình. Khá gần màn hình, hai ba cô gần màn hình luôn. Rồi, tìm đi. Theo cái giác quan của mình, trực giác của mình xem ngày hôm nay mình đang ngồi đối diện với anh chàng nào đây. Đâu, em đoán ai? Dạ, em đoán anh này ạ. Lý do? Anh nghĩ là một trong ba anh ngồi ở bên dưới. Ừ. Em nghĩ là người ở giữa thì cái khả năng phần trăm đúng nó cao hơn. Em cảm nhận như vậy thôi ạ. Em sát bên mở tình ở bên này. Tại sao chọn cô đó? Tại vì là chắc có lẽ người chụp hình thế nào rồi chắc cũng trước sao. Ok, bây giờ chúng ta đã dự đoán được cái người ngồi đối diện với mình rồi ha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem cái phần dự đoán của mình hôm nay có chuẩn xác hay không nha. Đúng không em? Dạ đúng. Em đúng hả? Dạ. Em là ngồi chính giữa đúng không cưng? Hay quá, người ta phụ nữ người ta nhạy cảm mà đoán nó trúng liền. Đâu, cổ đâu? Bạn là một tay. Nhìn kỹ cổ coi. Trời ơi. Bên này. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn á. Tại vì không biết được. Bệnh nhìn ở ngoài đẹp hơn là trong hình. Ngoài đẹp hơn trong hình. Rồi, cảm xúc dạ, đầu tiên cảm ơn. Của hai bạn khi mà mở cửa để tim này ra thì cảm xúc của mình như thế nào? Mình thấy bạn ở trong này với ở ngoài là mình thấy bạn thì ngoài xinh gái hơn và chững chạc hơn. Này sao đây? Trước khi vô câu chuyện người ta nói là họ đứng lên cao 1m75 cho người ta thấy đàng hoàng, thấy không? Ôi hai người này cao dữ. Giờ thả ra luôn rồi. Cái này là trái cây nhà trồng hết đấy hả? Dạ. Có phun thuốc không? Dạ không. Trời ơi còn qua 8 lớp bịch ni lông nữa. Ủa? Đây là tiêu. Trời ơi, tặng qua cho cổ thì đưa qua cho cổ đi. Đây là tiêu bạn nam mới vừa tặng cho trời em ạ. Trời ơi, tiêu đừng nói tặng điều nữa nha. Tiêu này không được, về nấu mấy món lẩu, gà ác đồ này kia đó ha. Tiêu xanh này bỏ vô, không ngon mà, tại lắm. Tại vì gần Tết đó, thì cỏ này đúng một chân mới hấp dẫn. Xoài, trời ơi, chảy nước miếng luôn à trời. Trời, tôi tưởng đâu là ngày ngày đầu tiên đến gặp mặt thì mình cũng có món quà bạn. À vậy mình cảm ơn. Rồi ngồi xuống đây hai bạn. Rồi. Như bạn là làm khoảng vào ngày thứ mấy hoặc như nào? Mình thì là một tháng sẽ được nghỉ 4 ngày.
không bắt buộc là vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Ví dụ nghỉ một lượt 4 ngày luôn được không? Dạ được ạ. À, có nghĩa là tháng là 4 ngày phép, muốn nghỉ ngày nào thì mình cứ xin trước. Đúng rồi ạ. Vậy cũng được, dễ tiện à. Nhiều khi hẹn đi chơi đâu lâu lâu xa xa mình đi hơi 4 ngày luôn cũng được. Ở dưới AK thì mình có bà chị ở dưới đó, cũng dễ mình ghé lại cũng được. Thế thì tiện cho việc đi lại với lại ở chơi hơn. Nhưng mà ví dụ như bạn mà rảnh thì mình bạn là xuống dưới mình đi chơi được không hay là như thế nào? Cái này thì mình nghĩ là do cả hai sẽ tự thỏa thuận sắp xếp với nhau. Ra nghĩa thì mình chưa xuống bao giờ cả. Thì cũng hơi khó để chờ. Thường là bạn trai phải tới chỗ bạn trai gái chơi trước. Rồi khi nào mà yêu nhau lâu rồi này kia rồi lúc đó đó thì bạn gái người ta mới biết là mình mới đưa bạn gái về nhà mình chơi, về quê mình chơi. Rồi khi nào người ta nhớ quá là mình bận mình không đi thăm người ta được, ta sẽ thăm mình. Còn đầu tiên lúc mà hẹn hò thì bạn trai phải qua đón bạn gái chứ. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thân gái dặm trường đường xá xa xôi một mình ta chưa đi sao ta biết đường đi? Không phải là em nói là bên đó muốn đi thì em xuống em dẫn xuống nhà chơi có được không? Được chứ, thì quen nha, ăn thua tình cảm thôi. Đúng không em? Dạ. Rồi dạ nhanh lắm. Thôi bây giờ chị Tường để cho các bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Nhiều khi chị Tường ngồi đây hơi ngại ha. À, mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. À, các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô và bánh xếp hẹ chiên, dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon của nhà hàng Mr. Light, vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự nhiên nha, ngon miệng nha cưng. Dạ. Ăn đi. Mình mời bạn nhé. Mời bạn thôi, ăn trước em. Vậy là nhà mình là có mấy anh chị em nhỉ? Nhà mình có ba anh em, mình là con trai trưởng, còn có một em trai á, làm đại học xây dựng Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ như bên bạn mà đã muốn đến tình nhân kết hôn là sao? Muốn kết hôn mà hoặc như thế nào là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Có nghĩa là bạn có muốn làm vợ của mình đúng không? Là bạn muốn về bên mình hay là mình về bên bạn hay như thế nào á? Bản thân mình thì mình thích ở gần với gia đình, gần với mẹ mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì mình chỉ có một mình mẹ thôi. Vậy thì mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như là ở dưới nhà việc nhiều á, ở dưới này là một tháng đến sau mình ở trên kia một tháng hoặc nửa tháng gì đó được không? Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì là công việc thì ai cũng có công việc. Cái quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Còn ví dụ như ở trên nhà thì có làm cà làm gì không? Nhà mình thì không làm dãy. Mình thì ở nhà còn vườn đồ có mà mình, bây giờ hiện tại là ở với bố mẹ. Mình chưa ở riêng ra. Cũng khó một cái là ở nhà là công việc là khi nào mình phải làm cả. Nhất thứ hai nữa là bên bố mẹ là cũng già yếu rồi, không làm được. Thì có lâu lâu có công việc gì là mình lên hoặc là gì đó thì đơn giản thôi. Trời ơi, sống ăn miếng nào hết trơn vậy? Ừ, nói vô chương trình không cho ăn, bị đói nữa. À, sao nghe chưa nghe tâm sự gì về tình yêu, cảm xúc hết mà tâm sự toàn là công việc với gia đình không vậy? Dạ. Rồi thí dụ như giờ có phương án, giờ em đi lấy chồng, em theo chồng rồi em đem mẹ em theo luôn được không? Em và bạn nam ý, thì em thấy là nó hơi khó bởi vì là bạn nam thì còn có bố mẹ của bạn ý nữa. Dạ, thế thì em không thể đem theo mẹ em được. Không, ví dụ là mình có miếng đất. Như đất ngoài đúng không? Ta ra riêng, có nghĩa là bên đây ra riêng. Có chịu không? Nhưng mà ra riêng nhưng mà ở cái khu vực, cái vụ ở gì? Ở đây ở gì? Gia Nghĩa. Dạ. Có nghĩa là bạn này ở Gia Nghĩa, nhà ở trong nhà là ở chung ba mẹ là trồng cây, là bán trái cây. Nhưng mà bạn này có một lô đất riêng. Dạ. Bạn này ra riêng, xây nhà ở riêng. Thí dụ em đưa mẹ em lên ở chung luôn được không? Có nghĩa là đi em phải đi qua cái tỉnh khác. Nó cũng hơi khó nhưng mà em nghĩ là được. Dạ. Đó là khó chỗ nào, vậy ý em nó ở chỗ đó quen rồi á hả? Dạ không, đó là mẹ em thôi chứ còn em thì em cũng đâu có phải ở một chỗ đâu. Đúng rồi. Không? Mà ở đó mẹ là bà con cô bác nhiều hay sao, quen rồi nhiều hay sao? Dạ không, mà ở đấy thì chỉ có mẹ em và cậu em thôi. Thì ra đi, dạ. Thế lại đi là đi lên ở chung gần con gái, ở chung với con gái là quá vừa nháy rồi, có sanh nở gì cũng có mẹ phụ ở riêng mà. Bạn này cũng chỉ muốn là chạy đi chạy về lại phụ cái việc trồng trọt và trái cây đổ nhà thôi. Dạ. Thế vậy là quá ok rồi.
Tại vì em lăng tăng, thật ra còn quan trọng cái chuyện tìm hiểu nhau nữa. Nhưng ở đây mình tính xa để coi có tiềm năng hay không. Trời ơi, đã đi lấy chồng nè, mà được ở chung với mẹ, đem theo mẹ, nhà trai ok, người ta gợi luôn. Chị thấy bên đây có vẻ chịu lắm rồi đó. Quan trọng là tìm được cái người yêu thương mình và hiểu được cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận, san sẻ với mình. Còn bây giờ khó lắm em ơi, để mà yêu và rung động mà tìm thì đủ cái điều kiện mình đưa ra, khó lắm. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng mình muốn là đối phương phải đúng tiêu chuẩn của mình đưa ra, tìm hoài không có đâu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi với nhau ha. Mình sẽ bóc vài cái lá thăm ở trong này, rồi đọc lên những cái yêu cầu ở trong này ra. Rồi mời em gái đọc lớn lên đi ạ. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Người con gái mà lấy một người về lấy chồng á, không có nhất thiết là ở bên nào cả. Nhưng mà như mình á, là mình nói một cái là bạn thì ở đúng ở xa, mình cũng ở xa. Nhưng mà bạn mà đến được với mình thì mình sẽ những cái nhu cầu nào mình cũng sẽ cũng đáp được hết cho bạn thôi. Là sợ mẹ bạn có khó tính hay không thôi. Nhưng mà dễ thì mình lấy trên đó ở thời gian, hoặc là sau này mình về mình có làm một căn nhà riêng thì ở. Rồi còn mình đi ra cũng có đi chạy xe nữa mà, đâu phải là ở nhà không đâu. Chị là thấy bạn này rất là nhiệt tình luôn á nha. Và chị là chị chịu rồi đó. Thời gian đầu người ta có thể lên nhà em ở luôn, yeah. Rồi ổn định rồi đưa mẹ về dưới này, người ta có đất luôn. Thời gian người ta có xe, người ta đi đi lại lại với hai gia đình. Người ta mở ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà trả lời chưa đúng câu hỏi của chương trình. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Tiêu chuẩn nhất là biết nấu ăn, lo trong gia đình. Bề ngoài bề trong thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn xuống dưới nữa. Tự tin không? Rồi. Giờ chị hỏi thiệt nè, có thấy mến thích bạn gái bên này không? Có. Có, rồi. Nếu mai mốt rủi, ví dụ mai mốt mà lấy nhau về hoặc là yêu nhau thì phải kêu bằng anh em đúng không? Bây giờ em tự tin em kêu bằng anh em nói chuyện được không? Được. Thu nhập của em có ổn định để nuôi vợ con không? Có luôn. Thì thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập một tháng thì được 20 triệu. Còn mà chi phí còn mấy khác thì còn hơn. Cũng hơn là sao? Cũng hơn khoảng 50 triệu đó. Trời ơi, từ 50 bỗng hạ xuống còn 20 vậy. Tại vì mình trừ hao. Trừ hao hả? Trừ hao quá. Nói chung là người rất thật thà. Ok, rồi bây giờ tới riêng em nè. Tôi là tôi chịu anh này rồi đó. Đọc lớn lên. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng 1 to hay vòng 3 to hơn, vì sao? Rồi, trả lời luôn đi. Nói. Khó trả lời quá. Cái này khó trả lời. Cái đi. Nói chung là bên vòng vòng 1 đó là cũng bình thường. Còn vòng 3 thì cái này dùng khó. Sao khó? Tại vì giờ không nhớ, không biết nói. Không biết nói, giờ thích vòng 1 hay thích vòng 3? Thấy vòng 3 hơn. Lý do? Lý do là vòng 3 là... Đẻ nhiều hả? Vòng 3 là không phải không vậy? Nhiều mà... cũng nhìn thấy cũng đối xứng thôi. Đối xứng thôi. Nói chung là cái gu thích vậy thôi, còn không biết lý do. Ôi, ép tao quá, hồi nó xỉu luôn bây giờ. Hai người nhìn nhau 30 giây và nói với nhau mỗi người một câu nữa thôi. Hiện tại mình muốn nói điều gì? Anh em nha, mạnh mẽ lên. Lấy muốn hôn nhân về với anh thì em có chịu hay không? Thầy hỏi gì sao ta trả lời? Hỏi khó trả lời quá thôi, tùy ông đi. Có quyền hỏi. Cái này mình phải tìm hiểu. Em có muốn nói gì với anh không? Anh nghĩ một người con gái chỉ thiên về một bên gia đình thì có hẳn là một người phụ nữ tốt hay không? Nói như vậy á, thì thông cảm thôi. Như em á là nói chung là cũng có mẹ, một mình mẹ, cũng có một thời gian phải về bên anh hay là như thế nào nữa chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Thế thì cũng chấp nhận được mà, đâu sao đâu. Cái tấm lòng mà anh có, nhưng mà cách diễn đạt anh không có tốt. Thật ra là anh hiểu hoàn cảnh của em. Tôi thông dịch viên giùm. Bữa nay người ta hỏi á, là em nhận xét như thế nào về một cô gái nếu mà cứ thiên về một bên, bên nội không hoặc bên ngoại không, thì đó có phải cô gái tốt hay không? Hiểu không? Thì thật sự á, một cái cô gái tốt là một cô gái sống phải biết dung hòa, phải biết sắp xếp. Nội ngoại đôi bên đều phải trọn vẹn.
Mà bên đây thì bạn này trả lời một cái vế là em lo bên em là đúng vì mẹ ở một mình, nhưng mà lâu lâu cũng phải dùng từ lâu lâu cũng phải qua bên anh nữa chứ, như vậy cũng được, có nghĩa là bạn ấy đều hiểu, chấp nhận được cái điều đó, đúng vậy không em? Đúng rồi. Bên đương nhiên mẹ hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ ở một mình thì mình đương nhiên phải lo cho mẹ. Mẹ ai, mẹ cổ cũng như mẹ em nếu mà chúng ta lấy nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu từng đếm 3 tiếng mà đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra nha. Đây là cái duyên của mình, tự mình quyết định. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hai người cùng bấm thì có hồi hộp. Thật sự á, là chị biết á, là bạn gái có phần lăng tăng, nhưng mà em yên tâm, giống như chị nói mới là đúng. Một người chu toàn là mình phải cân bằng được hai bên. Nhưng mà may mắn là em tìm được một cái người mà người ta sẵn sàng để cho bên em nhiều hơn. Nhưng mà em cũng không thể nào vì cái ích kỷ cá nhân hoàn cảnh của mình mà mình không lo cho gia đình bên này. Chị nghĩ rằng anh chàng này là một anh chàng rất là chất phác, rất là thật thà. Chúc mừng hai em nha. Rồi một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Nói nhát thôi chứ hành động thì không có nhát nha. Đây, gửi em một món quà của chương trình để làm đẹp. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay nhau nè, ở cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lê Chính Thắng. Tường nghĩ là những ca toàn là những ca khó không à. Thật sự là Tường thấy hai bạn rất phù hợp, nhưng mà các bạn còn dè dặt và chưa tìm được tiếng nói chung. Cho nên là trách nhiệm của bà Mai phải cố gắng hết sức để mà làm sao để các bạn ấy đừng bỏ lỡ cái duyên của mình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé. 8 giờ sáng thứ 3 thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.